Hôm nay mình sẽ thử thả lươn. Hôm nay là thả ba ống mồi này, trứng gà này, mắm tôm này, bột bột cờ no này. Đấy, các bạn thấy không? Cái ao này là trước đây lươn rất là nhiều các bạn nhé. Nhưng mà hôm nay nó cạn kiệt như thế này rồi, nhưng mà lươn chắc chắn là có. Mình thử xem ba ống có thử có mua có con nào không nhá. Đấy, hôm nay mình sẽ thử cho các bạn. Rồi, chúng ta sẽ thả. Hy vọng phải có. Ủa, cá chết nhiều quá. Chắc là ai ai nữa rồi. Các bạn thả đơn giản thế nha. Đấy. Các bạn thả thế thôi. Không cần phải màu mè gì. Các bạn bôi tỉ cho nó. Mình giấu thôi. Cá chết nhiều quá. Thế này là được rồi các bạn này. Cái chỗ lươn vào là các bạn cho nó đi ra tí. Đấy. Cá nhiều mà chết hết rồi. Đấy, mình thả một ống nữa. Ống thứ hai mình sẽ thả đâu này. Chắc là ở đây họ kích cá đó. Nên là vì như thế này. Mình sẽ thả một ống ở đây nữa. Ôi dào, khó thả nha. Đấy. Các bạn thả đơn giản thế này thôi. Đấy. Các bạn ngụy trang ấy cho khéo họ thấy. Thế là hai ống các bạn. Hai ống nhưng một ống mình có thể thả đâu kia. Mình sẽ đi đâu kia thả cho các bạn. Đấy không? Một ống này. Hai ống này. Ở chỗ mình lươn nhiều lắm nhưng mà mồi nó hiếm, các bạn thấy không? Ở chỗ nào mà cây mùng mà thế này này mà nước có này, là lươn nhiều này. Đấy, hôm trước mình thả đây có lươn luôn. Đấy, các bạn thấy không? Nếu mà thả được đây là nhiều lươn lắm ấy. Mình sẽ thả đây một cái nữa. Hy vọng ngày mai sẽ có lươn cho con ăn. Mình sẽ ra đây thả cho các bạn xem nha. Ở đây khó đi lắm các bạn. Không đơn giản đâu. Mình sẽ cố thả kỹ thuật tí. Ôi trời, nước. Giờ thả thế thôi. Giờ không thể thả được. Sâu hơn phải lồi ra. Đấy. Các bạn là như mình một cái đường thế này này. Để nó chạy này. À, các bạn. À, các bạn. Tập bùn lên. Được. Thế thôi. Ở đây thì cũng không ai dám ăn trộm đâu. Nước do nước không có các bạn. Này cá nhiều chứ các bạn. Ở đây cá lươn nhiều lắm. Nhưng mà do nước ít quá. Ngày mai mình sẽ quay clip đấy lươn nhé các bạn. Đấy. Các bạn tìm cái hố nào mà hố ao tù thế này này. Là lươn nhiều lắm. Các bạn thấy không? Đấy. Rồi, chào các bạn nha. Ui, tay dơ quá. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn.